Đăng Thanh nè, dạ. Con lấy điện thoại ra, con quay lại để làm bằng chứng rồi đưa cho ba là mẹ có trả tiền cho Phi Lân đàng hoàng nghe con. Dạ, rồi, sẵn sàng. Phi Lân nè, hôm nay á, dì mang cái sổ tiết kiệm 900 triệu này gửi trả cho con. Con coi đi, coi có đủ số tiền đó không? Dạ, dạ đúng 900 triệu rồi dì. Con cảm ơn dì. Dạ, còn con là Đan Thanh. Con làm chứng là mẹ Dạ Ngọc đã trả cho em Phi Lân 900 triệu. Dạ, con xin hết. Ủa? Mẹ đang trong hoàn cảnh mà sao con quay con nói chuyện hớn hở vậy? Dạ. Ủa, không lẽ con hồ với ba con để cho mẹ đi tìm tiền bằng mọi cách khó khăn khổ cực như vậy để trả bằng được cho Phi Lân á, đúng không? Không có mẹ, con cười là tại vì cái tính của con, mỗi lần con thấy máy quay là con mắc cười à. Cho nên cười cho đẹp mẹ. Thiệt không? Thiệt. Phi Lân nè, chuyện tiền bạc á thì dì cũng đã gửi cho con hết rồi. Còn chuyện giữa dì với con á thì coi như mình cũng bỏ qua hết. Thôi thì hôm nay á, dì đón con về bển ở luôn nha con. Dạ. Đúng rồi đó, hôm nay á, chị qua đây chung với mẹ là để dọn đồ phụ em á. Đi về nhà với mẹ chị nha. Ừ, nha con. Dạ, con cảm ơn dì, em cảm ơn chị. Nhưng con nghĩ con ở đây là tốt nhất rồi. Với lại tiện bề nhan khối cho mẹ con nữa. Nhưng mà sao được hả con? Nếu mà con không về bển á, thì dư luận người ta đàm tiếu. Rồi người ta nói là dì đối xử tệ bạc với con. Vậy làm sao được hả con? Về bển đi nghe, không được đâu. Vậy mục đích chính của dì qua đây là chỉ muốn con về bển để tránh khỏi sự đàm tiếu của người khác hả chị? Không phải như vậy. Vậy thôi con xin từ chối. Trời ơi, sao mà từ chối được? Dì với con, con với lại gia đình với ba đâu có cái ý đó đâu. Dì không lẽ bây giờ quỳ xuống gian xin lại lục con để con về hay sao? Sao cuộc đời của mẹ bây giờ tệ đến như vậy hả Đan Thanh? Phi Lân, em quá đáng rồi đó nha. Em không thương mẹ hả Lân? Chị em cái gì? Thật sự có nhiều lúc là mẹ không đúng với em thiệt. Nhưng mà mẹ đã sửa sai rồi. Mẹ đã đem tiền qua đây trả cho em. Mẹ qua đây mẹ nói giống như là năn nỉ em đi về. Mà em còn không bỏ qua. Em còn nói chuyện với mẹ vậy hả? Con nói thiệt lòng hả con? Thiệt chứ sao không thiệt mẹ. Em thử nghĩ đi. Có mấy ai là mẹ kế mà lại thương con chồng được như mẹ Ngọc không hả? Con giận Phi Lân lắm á mẹ. Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ bình tĩnh đi. Em có biết á là mẹ cực khổ vất vả như thế nào để dây tiền để trả được cho em không? Rồi mỗi ngày mẹ bị ba trách móc đủ điều hết. Mẹ bị stress đến nỗi không ngủ được. Bây giờ mẹ qua đây, mẹ nói những lời giống như năn nỉ em để em về. Mẹ còn đối xử với mẹ vậy nữa hả Lân? Thôi mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Lân nó còn nhỏ, có thể là nó không hiểu được chuyện. Để có gì á, con sẽ nói với nó thêm. Em nó hiểu chuyện nha mẹ. Mẹ thấy là hết cách rồi đó con ơi. Thôi mẹ con mình đi về đi. Sao mẹ mệt quá? Mẹ sao vậy? Mẹ lấy lòng quá. Sao tao chưa bị lạnh ngắt vậy? Mặt mày xanh lè hả? Lân vô lấy cái mệt cho mẹ nha. Dạ. Sao mẹ lạnh như vậy mẹ? Sao mẹ lạnh quá vậy mẹ ơi? Mẹ đừng có mệt rồi. Nè mệt là gì? Dì đắp lại cho ấm đi dì. Cảm ơn con. Dạ cái mệt này là của mẹ con hồi đó hay đắp á gì? Dì đắp vô đi. Thôi, của mẹ con gì không dám nhận đâu. Dạ không sao đâu dì. Đắp đi cho ấm mẹ. Hồi nãy con có xin mẹ con rồi. Dì cứ đắp đi, không sao đâu dì. Đắp cho nó ấm. Mẹ thấy càng đắp càng lạnh con ơi. Đan Thanh ơi, mẹ lạnh quá, mẹ không đắp đâu. Mẹ đừng có lo mà. Lân nó nói vậy rồi, có đâu mà sợ. Với lại á, mẹ của Phi Lân á, lúc sống là một người tốt thì chắc chắn khi mà chết đi á thì cũng sẽ là một con ma tốt. Mẹ của Phi Lân sẽ không hẹp hòi ích kỷ với một người mà đang bệnh giống như mẹ đâu, mẹ yên tâm. Mình đi về đi con. Được, mẹ về đi. Mẽ thấy hết cách rồi con ơi. Sao mặt ngoài mẹ xanh lé vậy mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ có sao mẹ? Hay kêu xe cấp cứu đi. Mẹ thấy mệt quá con ơi. Mẹ lạnh quá, mẹ thấy mệt. Mẹ bình tĩnh đi con, để con kêu xe cấp cứu. Alo cho một chiếc xe cấp cứu. Từ từ thôi mẹ. Mẹ cảm thấy sao rồi mẹ? Mẹ thấy đau quá, mẹ thấy mệt mỏi lắm luôn. Sao mẹ chết quá. Thôi mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ bị huyết áp thôi mà, đâu có bị gì đâu mà đau mẹ. Bác sĩ dặn con rồi, chỉ cần đưa mẹ về rồi cho mẹ ăn uống điều độ, rồi uống thuốc đều đặn mỗi ngày là mẹ hết thôi à.
Tại vì con không biết đó, chứ bác sĩ nói bệnh này nguy hiểm lắm, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hôm bữa ở nhà Phi Lân đó, không phát hiện kịp là mẹ chết rồi đó. Đúng rồi đó, bữa đó mặt mẹ tái mét, trắng bệch luôn, không còn miếng máu nào hết đó. Lúc đó là em tưởng mẹ chết rồi á. Không, ý là con nghĩ mẹ chết á. Không phải, ý là nhìn sợ lắm. Đó, sợ lắm. Dạ thì cái bệnh mà cao huyết áp là ở người già ở nước mình á, ai cũng bị hết mẹ, cứ lớn tuổi là bị thôi à. Nhà bác sĩ dặn con á là phải chăm sóc mẹ, cho mẹ ăn uống điều độ là hết thôi, không có nghiêm trọng đâu. Ai nói với anh vậy? Sao mà không nghiêm trọng? Không có biết gì hết chứ, em tìm hiểu kỹ trên mạng rồi, bệnh cao huyết áp á là nguy hiểm lắm á. Đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Ông bác sĩ ông dặn con kỹ lắm mà, phải mẹ phải khỏe rồi ông mới cho ông dẫn mẹ về chứ. Bác sĩ cũng dặn mẹ kỹ lắm là dứt khoát không được buồn lo rồi á hả, phiền lòng. Nếu mà ai mà tác động một cái gì á là mẹ dễ bị đi lắm á. Con muốn mẹ chết hàng rào vậy hả? Không có đâu mẹ. Mà bác sĩ này kỳ vậy ta? Ông dặn con khác, ông dặn mẹ khác. Thôi, anh bỏ qua ông bác sĩ anh bên đi. Nó nè, anh lo xách cái giỏ của mẹ lên phòng đi, đem đồ anh chở anh đi. Con trai gì mà không bao giờ nói được một lời tử tế nào với mẹ hết á. Tưởng công mẹ nó khổ không vì cái gia đình này. Đúng rồi con. Thiệt á, kén nó ghê vậy. Con lên trước nha mẹ. Con dâu á thì biết chuyện gì đâu á. Mẹ đừng có buồn ảnh nha. Tính ảnh vậy thôi á, chú con biết là ảnh thương mẹ lắm. Mẹ ngồi đây nha, để con vô trong con pha mẹ ly nước cam uống ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Từ từ con. Sao vậy? Nặng nề quá mẹ ơi. Thôi, để mẹ tự pha mẹ uống được rồi. Được không mẹ? Được, được. Con nặng nề lắm, nghỉ ngơi đi nghe không? Dạ. Để sẵn mẹ pha con ly chứ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn con. Ủa, thằng Phi Lân nó chưa về nữa hả Đăng Thanh? Dạ. Ở bệnh viện nó nói với mẹ là nó đi học về rồi nó dọn đồ về nhà luôn, vậy mà không thấy nó về. Cha nào con nấy toàn là xào xào. Chắc một chút em nó về tới liền á mẹ. Vậy nó đây. Em. Dạ, dì khỏe chứ dì? Con về từ hồi nãy rồi mà con thấy dì nằm nghỉ nên là con không có gọi. Cha con anh đã chuẩn bị một nồi lẩu nấu riêng cho em, mừng em xuất viện. Xuất viện không có nghĩa là hết bệnh đâu. Coi vậy chứ tôi yếu đuối lắm. Với lại hả, không phải chù cho tôi chết để rước người phụ nữ mới khác về sao? Làm gì có chuyện đó. Anh nói thiệt, cả cuộc đời đi suốt một hành trình này luôn á, không có ai mà có thể thay thế được em á. Em là một người số một nhưng mà chăm sóc con trai con anh. Thôi vậy chứ không phải là mong tôi chết đi rồi rước một tiến sĩ liễu gì đó về đây, vừa đẹp vừa giỏi giang, chứ đâu phải như là Dạ Ngọc mà vừa xấu nết mà vừa không đẹp. Là gì có chuyện đó. À dì ơi, không phải đâu. Với lại con với ba nấu đồ ăn xong rồi, mời dì xuống ăn đi. Dạ. Xuống ăn đi em. Nói thiệt nghe, không muốn ăn chút nào. Thôi mà nè, từ rồi sắp tới vợ chồng ở nhau lâu rồi, có chuyện gì á thì phải cùng nhau chia sẻ, chứ không có thể nào mà em ôm ấp một mình để em u uất nặng nề, rồi em nặng nề tâm lý rồi bệnh hoạn, nghe chưa? Mai mốt á là anh cũng sẽ cố gắng anh chăm sóc em nhiều hơn bây giờ nữa. Thôi đi, tối ngày á làm cho người ta buồn đã rồi cái bị đặt ngọt ngào như viên kẹo dụ dỗ người ta, không có chịu đâu. Chút nữa tôi lên tăng xong nữa vợ tôi muốn nghỉ ngơi à. Thôi con với mọi người ra ăn đi, mẹ không ăn đâu, mẹ ăn sao? Dạ thôi được rồi, vậy một lát nữa khi nào mà mẹ muốn ăn á con sẽ bưng lên tận phòng mẹ ăn ha. Tôi muốn nghỉ ngơi là nói thiệt á, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thôi bây giờ vậy, anh hứa là từ sắp tới anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn nữa. Anh nhận là cái thời gian qua anh không tốt với em, cho nên hôm nay anh muốn xin lỗi. Xuống ăn với anh là coi như là tha lỗi cho cha con anh đi. Tụi con xuống với ăn đi nghe, mẹ không ăn đâu. Đi ăn với nhau đi. Dạ. Vậy thôi một lát nữa mẹ muốn ăn á con sẽ bưng lên tận phòng mẹ ăn ha. Dạ đi lên đi.
Thì xuống ăn với mấy đứa con đi. Thôi mà. Thôi đi 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 đi, đi ăn đi, em muốn nghỉ ngơi à. Chồng với con, mình nói là mình không ăn, vậy mà cũng bỏ đi luôn, không chịu năn nỉ thêm một tiếng nào hết. Sao giờ ta? Đói thiệt đó chứ. Không lẽ giờ đi xuống dưới ăn thì quê quá. Mà không lẽ không ăn thì chết mất. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Cái gì vậy con? Sao đem lên đây chi vậy? Đây. Lẩu ba với phi gần nấu ngon lắm nha. Mẹ ăn liền đi cho nóng, ăn xong còn uống thuốc nữa ha. Thôi mẹ không có đói, mẹ không có ăn đâu. Con đem xuống đi. Mẹ, mẹ làm như vậy là uổng công ba với Phi Lân á. Tại vì á, mẹ mà không ăn nha, Lân nó sẽ nghĩ là mẹ không thích nó, mẹ có ác cảm với nó, rồi nó giận, nó đùng đùng nó bỏ đi nữa. Nó còn không có theo năn nỉ nữa đâu nha, mệt lắm á. Thì mẹ, con để nó đi. Con để đây nha, mẹ ăn cho nóng, đặng rồi còn thuốc nữa ha. Ừ. Thơm thiệt. Nhưng mà nửa muốn ăn nửa muốn không ghét ghê đó. Nhưng mà không được. Nếu như mà mình không ăn á thì thằng Phi Lân á nó sẽ buồn, nó trách móc mình, nó nói mình không có thương nó. Thôi thì mình ăn coi như là vì mục đích từ thiện vậy. Sao rồi chị? Mẹ có ăn không? Có. Chị đứng ở ngoài chị rình, chị thấy mẹ ăn nha. À, mà cho chị xin lỗi chị hôm bữa nha. Tự nhiên chị quạo với em à. Trời, có gì đâu. Bữa đó em cũng sai nữa mà. Nên chị la em là đúng mà. Phải. Đâu phải chị la em là vì em sai đâu. Mà là tại vì á, chị muốn có người phải đứng về phía mẹ. Nó không tội nghiệp mẹ lắm. Trời ơi, thì ra là vậy. Em biết rồi, cho dù hả chị có quý em như thế nào đi chăng nữa thì mẹ chồng vẫn hơn chứ gì. Trời, dĩ nhiên rồi, mẹ chồng phải là số 1.